Xin chào mọi người, mình đang ở Colosseum đây, đấu trường La Mã của Rome các bạn ạ. Yeah. Rất là đông du khách ở đây. Rất là đông du khách các bạn ạ. Mình sẽ chụp ảnh tương đối nhiều nha. Khi nghĩ đến Rome, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là đấu trường La Mã. Đấu trường La Mã là biểu tượng mang tính biểu tượng nhất của Rome. Nó đã đứng vững trước sự hủy diệt trong suốt lịch sử. Dù là thiên nhiên hay nhân tạo, ngày nay trung bình có đến hơn 6 triệu du khách đến thăm đấu trường La Mã mỗi năm để tạo dáng, tìm hiểu và tưởng tượng về lịch sử của đấu trường La Mã một cách sống động. Vào năm 70-72 sau công nguyên, hoàng đế Vespasian bắt đầu xây dựng đấu trường La Mã. Ông quyết định xây dựng đấu trường La Mã như một món quà tặng cho người dân. Họ làm việc chăm chỉ mỗi ngày và nơi đây sẽ đóng vai trò là nơi giải trí, nơi mọi người có thể thoát khỏi cuộc sống thực. Ban đầu, đấu trường La Mã được gọi là I1 Trero Flavio, hay gọi là nhà hát ngoài trời Flavian, vì Vespasian là một phần của triều đại Flavian. Chúng ta vẫn chưa biết được kiến trúc sư thiết kế của đấu trường La Mã, tuy nhiên có ghi chép rằng hàng chục nghìn nô lệ đã được sử dụng để xây dựng trong hơn 10 năm. Roma. Welcome Roma, Colosseum, the very, very rich about the history, historics. Same back. Now we very nice, we meet the same company from Denver. All right, let me get some pictures. Hoàng đế Vespasian sống để chứng kiến hai tầng đầu tiên của đấu trường hoàn thành. Sau đó, con trai ông Titus kế nhiệm ông, người đã thêm tầng thứ 3 và tầng thứ 4 và tổ chức lễ khánh thành hoành tráng. Lễ khánh thành kéo dài khoảng hơn 100 ngày. Titus muốn giới thiệu đấu trường thực sự ngoạn mục như thế nào. Chỉ trong các trận đấu mở màn, ước tính có hơn 5.000 động vật hoang dã đã bị giết và hơn 2.000 đấu sĩ đã bị giết. Đấu trường đã được sử dụng tích cực hơn trong 400 năm. Nơi đây đã tổ chức các trận đấu giữa hai đấu sĩ, các trận đấu giữa người và động vật hoang dã, tái hiện trận đấu, các trận chiến giả trên biển, các vở kịch sân khấu và các cuộc hành quyết tù nhân. Hầu hết các đấu sĩ đều là nô lệ, tù nhân chiến tranh hoặc tội phạm. Đấu trường có một lịch trình cố định. Vào buổi sáng, có các trận đấu giữa các loài động vật hoang dã khác nhau hoặc giữa động vật hoang dã và đấu sĩ. Vào giờ ăn trưa, có các cuộc hành quyết tù nhân. Vào buổi chiều, các cuộc đấu giữa các đấu sĩ với nhau diễn ra. Đấu trường La Mã là nơi diễn ra bạo lực tàn khốc nhất để giải trí trong lịch sử đế chế La Mã. Đến những năm 1500, sự nổi tiếng của đấu trường bắt đầu giảm dần khi sở thích của mọi người bắt đầu thay đổi. Đây là đấu trường La Mã. Các bạn nhìn thấy không? Trên cái trần nó rất là cổ. Cái đấu trường La Mã này xây hàng nghìn năm, tức là trước cả thời Jesus Christ was born, trước cả khi mà Chúa Giêsu sinh ra đời, cho nên là rất nhìn đấy. Hàng nghìn năm trước mà họ xây trông nó hùng vĩ không? Cái tường dày cả đến một mét. Hôm nay khách du lịch cực kỳ đông. Đây là một trong những điểm đến khá là đông của Rome. Các bạn nhớ nhá, khi mà đến đây đi thăm là phải mua tour trước, nếu không là các bạn sẽ rất là khó vào đấy. Đây các bạn nhìn thấy này, những cái tảng đá toàn là đá tự nhiên này, nhìn này, những cái tảng đá đấy họ xây, nhìn này. Các bạn nhìn thấy không?
cái bản vẽ kiến trúc ấy. Wow. Bạn nhìn này, cái tảng đá này. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên bậc tam cấp, trèo cầu thang lên trên. Colosseum. Rất là vĩ đại. Nếu không có tour thì các bạn không thể được vào cái chỗ này. Hi Yogi. Jesse, hi. Where are you here now? I'm looking for Julius. Is he here? Yeah. But where is the location here? What they call? Colosseum. Yes. Rome Colosseum. Gladiators. He was gladiator. Have a very good view because you have a beautiful terrace here. But before, don't that side. For this reason, this wooden floor with the sand on top was completely covering this. Các bạn biết không? Cái quảng trường, cái đấu trường La Mã này này mất 8 năm và hàng nghìn coi như là nô lệ để xây dựng cái quảng trường này. Thì các bạn có thể thấy nó to như nào. Cách đây hàng nghìn năm mà nó to như này đấy. Trông nó đã bị thiên nhiên phá hủy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nói là đây có một cái trường đại học ngay đây, nên bây giờ là học sinh hôm nay tập trung ở đây rất là đông. Nơi đây trở nên vắng vẻ hơn, đấu trường bắt đầu được sử dụng làm nơi chôn cất. Sau đó, nó tiếp tục bị phá hủy do động đất và các thảm họa thiên nhiên khác. Sau đó, mọi người lấy đá và sử dụng chúng cho các dự án xây dựng mới khác. Tuy nhiên, vào năm 1990, quá trình trùng tu đấu trường La Mã bắt đầu. Đến năm 2007, đấu trường La Mã được vinh danh là một trong 7 kỳ quan của thế giới hiện đại. Năm 2018, đấu trường La Mã là điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất trên thế giới, đón hơn 7,4 triệu du khách trong một năm. Đấu trường La Mã là đấu trường ngoài trời lớn nhất thế giới. Nó tự hào có kích thước 190 x 155m. Trong khi hầu hết kiến trúc La Mã chịu ảnh hưởng của người Hy Lạp, đấu trường La Mã thực sự độc đáo. Đấu trường La Mã đứng độc lập thay vì được xây dựng trên một ngọn đồi như hầu hết các đấu trường khác vào thời điểm đó. Đấu trường La Mã được xây dựng bằng đá travertine và thay vì được cố định bằng vữa, nó được cố định bằng kẹp sắt. Mái nhà cũng có mái che bằng vải bạt để có thể thu vào để bảo vệ người xem khỏi nắng và mưa. Đấu trường La Mã thực sự tráng lệ vào thời điểm đó. Đấu trường La Mã có đủ chỗ ngồi cho 50.000 người. Bạn có thể tưởng tượng ra tất cả sự bạo lực và vinh quang của thời kỳ đó. Khán giả được phân chia bên trong theo thứ hạng xã hội. Hoàng đế có bục riêng gần mặt đất nhất. Phía trên đó có một hàng dành cho các quý tộc và hiệp sĩ. Càng lên cao, càng có những hàng dành cho công dân bình thường và ghế càng cao thì người đó càng nghèo. Ở hàng ghế cao nhất, bạn có thể tìm thấy phụ nữ và nô lệ. Ngày nay, khi bạn đến thăm đấu trường La Mã, bạn có thể thấy Hippogriff nổi tiếng. Hippogriff trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là dưới lòng đất. Đó là một mạng lưới gồm 36 lối đi và cửa sập mà các loài động vật hoang dã và đấu sĩ sử dụng để vào sân khấu trung tâm của đấu trường để xem các buổi biểu diễn. Các đường hầm ngầm ban đầu được phủ bằng một nền gỗ.
You're welcome. Các bạn nhìn này, từ 2000 năm trước mình nhìn họ xây này, đẹp không? Gạch nung. Và cái cầu thang để rất là dốc nhé, rất là cao. Nhìn này, đá tự nhiên nhé, hoàn toàn là đá tự nhiên. Này, chữ cổ này các bạn ạ. Đây, chữ cổ ordinary. Nhìn này, đá tự nhiên nhá. Thank you.
tutto. Ok. Nếu bạn muốn tham quan đấu trường La Mã, đấu trường mở cửa vào lúc 8 giờ 30 sáng và đóng cửa 1 giờ trước khi mặt trời lặn. Vé vào đấu trường La Mã cũng bao gồm vé vào đồi Palatine và diễn đàn La Mã. Và vé có giá trị trong 2 ngày. Đấu trường La Mã chỉ có sức chứa 3.000 người cùng một lúc. Vì vậy, nơi này rất đông đúc và bận rộn. Tốt hơn hết là bạn nên mua vé trước trực tuyến. Và với một khoản chi phí bổ sung, bạn có thể đặt trước một khoảng thời gian để tránh phải xếp hàng, chờ đợi trong thời gian dài. Vào mùa cao điểm, mùa xuân hoặc là mùa hè, vé sẽ được bán hết trước rất là nhiều tuần. Các chuyến tham quan có hướng dẫn viên đến đấu trường La Mã là một cách tuyệt vời để bạn có thể trải nghiệm cuộc sống. Được tận mắt chứng kiến đấu trường La Mã là tuyệt vời như thế nào, nhưng thật khó để tưởng tượng được quy mô của mọi thứ đã diễn ra ngay tại nơi bạn đang đứng. Các hướng dẫn viên có kiến thức, câu chuyện và kinh nghiệm, và điều đó thực sự xứng đáng. Ngoài ra, bạn sẽ không phải lo lắng về vé hoặc xếp hàng chờ đợi. Hầu hết các tour du lịch đều có hướng dẫn viên cho đấu trường La Mã, đồi Palatine và diễn đàn La Mã. Nếu bạn có cả ngày ở Rome, đấu trường La Mã vào ban đêm cũng là một nơi thực sự thú vị để tham quan. Đấu trường La Mã là nơi mà mọi người nên đến và đáng để trải nghiệm theo cách tốt nhất có thể.